quý vị và các bạn, vi phạm hành lang thoát lũ, mua bán lấn chiếm đất công là vấn đề chính sẽ được chúng tôi phản ánh trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết là một tin vui đối với người dân khu B, đất dịch vụ phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Để hạn chế tình trạng ngập úng tại đây, đơn vị thi công đã triển khai lắp các cánh phai ngăn nước từ kênh tưới La Khê tràn vào khu dân cư. Trong bản tin Hà Nội Đẹp và Chưa Đẹp ngày 14 tháng 6, chúng tôi đã phản ánh nguyên nhân gây nên tình trạng ngập úng là do mỗi khi công ty thủy lợi sông Đáy bơm nước tưới cho đất nông nghiệp, nước từ kênh tưới chính La Khê đoạn qua phường Yên Nghĩa chảy tràn qua 6 cửa xả dọc tuyến kênh vào khu đất dịch vụ. Để giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng quận Hà Đông, đơn vị đại diện chủ đầu tư dự án đã chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục bơm nước ra kênh, khơi thông hệ thống thoát nước và lắp các cánh phai ngăn nước. Sau khi thi công xong, các cửa phai này sẽ được bàn giao cho đội thoát nước số 8, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội quản lý, vận hành việc đóng mở theo lịch bơm nước của công ty thủy lợi sông Đáy, chấm dứt việc nước ở kênh tưới La Khê tràn vào khu dân cư. Phố Văn Cao, đoạn giao cắt với đường Hoàng Hoa Thám thuộc phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, có một bãi phế thải xây dựng lớn ngổn ngang tràn xuống cả lòng đường. Nhằm giảm thiểu tiền bến bãi, chi phí vận chuyển mà nhiều chủ xe bất chấp các quy định về văn minh đô thị, cố tình đổ phế thải ra đường. Mặc dù chính quyền phường Thụy Khuê và lực lượng môi trường đô thị thường xuyên bố trí nhân lực dọn dẹp, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, những bãi rác thải xây dựng này lại mọc lên như cũ. Có phải vì chế tài xử lý vi phạm chưa đủ mạnh nên những hành vi như thế này vẫn ngang nhiên tồn tại, làm bẩn thành phố? Liệu bao giờ thì Nghị định 155 của Chính phủ thực sự đi vào cuộc sống? Đây là những hình ảnh phóng viên Hà Nội Đẹp và Chưa Đẹp ghi lại được tại ngõ số 6 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình. Mặc dù đã có biển báo cấm đổ rác, nhưng tình trạng đổ rác bừa bãi tại đây vẫn diễn ra thường xuyên. Có những thời điểm rác tràn ra giữa mặt đường khiến cho các phương tiện lưu thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết nguyên nhân của tình trạng này là vì ở đây không có nơi tập kết thu gom rác cho người dân. Điều đáng nói, người dân đã nhiều lần kiến nghị tới chính quyền sở tại, nhưng do đây là địa bàn giáp ranh giữa hai phường Kim Mã và Đội Cấn, quận Ba Đình, nên cho tới nay sự việc này vẫn chưa được giải quyết. Như đã nêu trong phần đầu của chương trình, nhà tạm, chuồng trại, thậm chí là cả hệ thống điện nước, hàng chục nghìn mét vuông đất nằm trong chỉ giới thoát lũ bỗng trở thành tài sản để các đối tượng mua bán trục lợi. Những khu dân cư không số cũng được theo đó mọc lên. Điều kỳ lạ là dường như các cấp chính quyền cơ sở chẳng hề hay biết hoặc quan tâm. Sự việc này phải chăng đang diễn ra ở nơi vùng sâu, vùng xa? Không, nó ở ngay trung tâm thành phố. Thưa quý vị và các bạn, hàng chục nghìn mét vuông đất nằm trong chỉ giới thoát lũ đang trở thành chuồng trại, nhà ở và đang được buôn bán một cách trái phép. Để chứng thực việc mua bán chuyển nhượng trái phép đất nằm trong chỉ giới thoát lũ thuộc phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, nhóm phóng viên đã vào vai người có nhu cầu mua đất và dò hỏi người dân. Có lẽ chẳng ở đâu, việc tìm mua đất bãi sông nằm trong chỉ giới thoát lũ lại dễ dàng như ở đây. Chú ơi, chú, chỗ này có ai đang bán đất dưới này không? Ôi, không, mới bán, người ta mới bán. Nói câu lạ kì. Ăn bỏ sư đi. 2.000 mét. Đó, 2.000 mét, anh em phải ló rồi. 2.000 mét đấy bao tiền cơ? Mày lại trốn bẩn rồi. 500. Ở chỗ này. Bây giờ rảnh không? Tớ cho đi xem thôi, còn lúc nào bây giờ hôm nay tớ bận lắm. Không ra đang làm cỗ thì không có làm xong rồi. Không có hẹn em. Hay là mai nhá. Mai qua chị cho xem. Đây vườn là chị nhé. Còn lối xuống đây, chị có 2 lối. Không có đi lối đằng kia. Nếu mà chị có cho thuê, chị có bán riêng biệt đường đi. Dạ vâng. Đường đi là lối đi chung, ít là ta giải đường là xe. Dạ, em đi 50 phút thôi chị em. 50 phút không đi hết cái vườn hả chị? À vâng. Thế thì mai lúc nào chị rỗi? Mai chứ. Được. Chưa mai rỗi ạ. Đây chị cho em số điện thoại. Vâng. Em 0979. Thế còn đúng thật hỏi đúng người đấy, nhưng mà cũng chưa biết, chỉ cho xem thôi. Nhưng mà mọi người tại vì là ông già nhà này cái sức ấy, kiểu như là già rồi không trông được, vườn nó quá rộng. Tầm cái hàng gạo mất chục triệu hả? 0979 181 689. Thì cứ đi xem đi, nếu mà ưng thì lúc đấy thì mới nói chuyện. Bao tiền mét chị? Thực ra cũng chẳng khó khăn lắm để chứng kiến cảnh đất trong hành lang thoát lũ bị biến thành nhà cửa, lều lán, trang trại, được quây khu và chia thửa rõ ràng. Những hình ảnh này chúng tôi quan sát được từ cầu Long Biên xuống vùng bãi sông Hồng ở khu vực phường Phúc Tân. Và bất cứ ai đi trên cây cầu này, đi chậm lại đều có thể nhìn thấy được. Bắt đầu từ việc quay hàng rào, rồi đến xây nhà cấp 4, rồi mua bán trao tay. Dường như cái vòng luẩn quẩn của việc buông lỏng quản lý đất đai ở ngay trung tâm thành phố đang manh nha thành hình. Việc vi phạm hành lang thoát lũ này sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong chương trình Hà Nội Đẹp và Chưa Đẹp ngày 22 tháng 6. Quý vị và các bạn hãy nhớ đồng hành cùng chúng tôi và bày tỏ quan điểm về vấn đề này nhé! Như thường lệ thì kênh thông tin quen thuộc là trang fanpage của chương trình Hà Nội Đẹp và Chưa Đẹp hoặc số điện thoại đường dây nóng 024 383 55797. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình này ngày mai!